Em Nhi hàng Nhật Bản xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người chân máy ảnh, muỗng nĩa Nhật, đồ gia dụng Nhật, đồng hồ điện năng, sáo Yamaha và cối xay cà phê. Mọi người xem video thích ưng ý món nào thì gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em. Cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Mọi người bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn. Mã đầu tiên của em là N1, là một chân máy ảnh hiệu Velbon CX444 Black. Cái chân máy ảnh này là chưa qua sử dụng luôn ạ. Đây, còn mới luôn, nó còn ở trong cái bao luôn ạ. Cái chân máy ảnh này thì em thu vào là vậy em đo được là 50 cm và em mở ra hết luôn là 1m6 ạ. N1 này em bán là 650k. N2 là một chân máy ảnh nhỏ hơn ạ. Đây, hình thức bên ngoài của nó đây ạ. Còn mới, còn ở trong cái bao luôn, còn tem luôn ạ. Máy ảnh này hiệu là Mercury, thu là 38 cm và mở rộng ra là 1m1. Ở bên Nhật là nó bán 4.500 yên. Đây ạ. Đây, ở đây là nó bị trầy một xíu đây thôi, cái chân đây ạ. Nó có 3 nấc, mình mở ra đây. Đây từng nấc của nó. Chân máy ảnh này em bán là 420k. N2 là 420k. N3 là 12 cái nĩa inox ạ. Nĩa này mới chưa qua sử dụng luôn. Nĩa này là không có chữ ạ. Chiều dài là 17 cm. Chiều ngang là 2,3 cm. Nĩa này 12 nĩa em bán là 100k. Em qua N4 là 10 cái muỗng lộn xộn mẫu ạ. Đây, nĩa này, muỗng này là không có chữ. Em để từng gái các anh xem giúp. Toilet gel, thép phong dĩ, lộn xộn muỗng. 10 cái muỗng ăn cơm này là em bán 120k. Đây ạ. N5 là 12 cái nĩa để mình ăn trái cây. Nĩa này là nó làm hình đốt trúc ạ. Thép là thép không dĩ. Đây, nó làm rất là tinh xảo luôn. Chiều dài là 12 cm. Bộ nĩa này N5 em bán 120k. Em qua 10 cái muỗng ạ. Muỗng này là còn ở trong túi luôn ạ. Đây, của Nhật. Đây ạ, 18-8, thép không dĩ, chơ ben. Muỗng này thì là muỗng ăn kem ạ. Cái lòng muỗng nó không có sâu. Ở đây là có 9 cái muỗng giống nhau. Và em thêm một cái này nữa ạ.
đây. Một cái muỗng này nó khác. 10 cái này là em bán 150k. Chiều dài là 13 cm. Muỗng ăn kem, muỗng nhỏ thôi ạ. Em bán 150k. Em qua nghĩa đây, nghĩa còn trong bịch luôn à. Nghĩa này cũng chưa sử dụng. Nghĩa này nó nhiều kiểu. Đây. Thép không dĩ cho pen nè à. Cũng có cái là có cái là nó không có có ghi lên ạ. Đây cho pen. Nĩa này thì chiều dài là 12,5 cm. Nĩa này mình cũng để ăn trái cây. N7 này em bán là 120k. Em qua N8 là 10 muỗng vàng ạ. Đây. Đây ạ. Mẫu mã khác nhau. Lộn xộn ạ. Muỗng này thì em chưa vệ sinh ạ. Các anh về các anh vệ sinh giúp em. Đây toilet tail turban. Nó làm hoa hồng. Lộn xộn kiểu hết. Cho bên. Mẫu mã đa dạng. À, chiều dài là 12,5 cm. À, muỗng này là muỗng mình ăn sữa chua. N8 này em bán 120k. N9 là em qua combo muỗng nghĩa. 8 cái muỗng trong bịch này là muỗng mình để ăn kem. Chiều dài muỗng là 22 cm. Thì trong đây là nó có 4 cái muỗng màu hồng đậm và 4 cái muỗng màu hồng nhạt à, của Nhật luôn. Đây cho Ben. Nhựa của Nhật thì nhựa rất là tốt ạ. À, muỗng nè, muỗng nĩa giống nhau là có 4 muỗng và 3 nĩa đây ạ. À, còn ở trong túi luôn. Chiều dài nĩa là 13 cm. Chiều dài muỗng cũng là 13 cm luôn ạ. À, muỗng nĩa này thì để ăn trái cây, ăn kem, ăn sữa chua. N9 này em bán 150k. N10 là đây là một cái đồ mình để khui bia, khui đồ hộp đây ạ. À, đây cho ben thép không dĩ cho ben đây ạ. Chiều dài là 12 cm. Và ở đây em có 4 đôi đũa khác nhau. Đây. Và 4 cái này là đồ để mình ăn mà càng cua và càng tôm á. Đây nó có để hình con cua, con tôm ở trên đây luôn. Chiều dài của cây này là 19,5 cm. Bộ N10 này em bán 180k. Em qua N11 làm bộ nĩa dao để mình ăn thịt bò. Đây còn mới đây ạ. À, nó chỉ xấu đi cái phần mà vỏ ra ngoài thôi, còn trong hộp luôn.
chiều dài của nĩa là 18,5 cm, chiều dài của dao là 20,5 cm. Em được hai cái này ạ, là em bán 120k hai bộ này. Em qua combo N12. N12 là có một kéo đây ạ. Chiều dài là 16 cm. Một cái giống như một cái sạn ạ. Nhựa này là nhựa tốt, nhựa chống dính. Chiều dài là 28,5 cm. Chiều dài của cái mui này là gần 30 cm. Cái đầu gấp nhỏ 14,5 cm. Và một cái muỗng. Muỗng này là một phần, một đầu là muỗng, một đầu là đĩa. Đây. Đây ạ, đây thép không dỉ của Nhật cho bên đây. Chiều dài là 31 cm. Dao đây ạ. Đây, dao cho bên, thép không dỉ cho bên. Ở đây thì nó bị lỗi ở đây một xíu rồi. Chiều dài 22 cm. Và cái đồ này là đồ bào củ quả ạ. Đây. Cái này là một đồ để mình cắt rau củ để tạo hình rau câu. Các chị là biết gành lắm ạ. Chiều dài là 22,5 cm. Một bộ này là có 7 món. Em bán là 200k. N13 thì đây là có một cái đồ gấp to dài đây ạ. À. Kéo lên là nó khít vào, mình đẩy xuống là nó rộng ra. Đây ạ. À, nó bung ra. Chiều dài là 26,5 cm. Đây là một con dao gọt trái cây. Chiều dài 22 cm. Đây có một con muỗng nĩa to. Muỗng này mình cũng có thể múc canh được luôn ạ. Chiều dài gần 22 cm. Chiều dài muỗng là 20 cm. Đây, kéo. Chiều dài 18 cm. Và một cái đồ bào rau củ luôn. Đây ạ. À. Còn mới chưa qua sử dụng luôn ạ, nhưng mà nó mất cái bịch rồi. Một bộ này là gồm có 6 món, em bán 200k. Em qua N14. Đây là một loại muỗng để mình đong thể tích. Ở đây nó có ghi à. Đây à, 1ml, 5ml, 15ml. Và ở đây ghi là 1/2. Muỗng ngoài cùng là to nhất. Chiều dài tay cầm muỗng nè, em đo cái to nhất đi, chiều dài là khoảng 11,5 cm. Muỗng là để mình đong thể tích thôi. Em qua đây, hai cái đồ để mình khui rượu sambal, khui sambal. Còn ly nhỏ thì chiều cao của nó là 8 cm.
Ly nhỏ, ly to thì đây là nó còn rất mới luôn. Ly nhỏ thì phía trong là nó hơi bị ố rồi, là đây à. Combo N14 này em bán 180k. N15 là một combo, đây, một cái đồ đánh trứng ạ. À. Đây. Thép không rỉ. Chiều dài là 24,5 cm. Một cái đầu gấp. Chiều dài 15 cm. Và cái này là cái đồ mà để mình cắt trứng. Đây ạ. À, mình để trứng mình luộc rồi, mình bóc vỏ rồi, mình để lên đây rồi mình đè xuống mình cắt thôi. Để mình trộn với salad. Một cái rổ này à, để mình chiên xong rồi mình để lên thì để nó dầu nó để cho ráo dầu. Rổ này thì em đo cái đường kính của nó là 14 phẩy 14 14,5 cm. Đây ạ. À. Một combo này em bán 120k. N16 là em qua combo cái đồ vắt cam đây ạ. À. Nhựa là nhựa của Nhật. Đây, made in Japan. Nhựa của Nhật thì rất là an toàn luôn. Đây, chưa sử dụng, đây là bụi bẩn về mình rửa lại. Em đo cái đường kính của nó qua là 11 cm. Ở đây là một cái hộp đựng đồ ăn nhỏ gọn. Đây ạ. Made in Japan luôn. Mình đựng đồ ăn mình để trong tủ lạnh. Có hai ngăn ạ. Nhỏ vừa thôi. Đây ạ. Ở trong thì còn rất là sạch và mới luôn, nó chưa sử dụng luôn ạ. Chiều dài là hơn 12 cm. Chiều ngang qua là 7,5 cm. Và chiều cao của hai hộp là 7,5 cm. À, cái này là một cái đồ bào rau củ, bào hũ ở đây. Nó hướng dẫn là mình để lên và mình kẹp vào mình bào. Combo này là em bán 150k. Em qua N17 là một hộp đựng bút cho các bé ạ. À, đây mình để bút viết vào đây. Đây đựng gom. Đây có 3 ngăn. Chiều dài là khoảng 12,5 cm. Và chiều cao của 3 ngăn này là 7,5 cm. Và ở đây thì em có hai cây bút chì bấm. Về mình vô cái lõi bút chì mình gắn vào ở đây. Một cây màu hồng và một cây màu xanh. Màu xanh thì còn trong hộp luôn ạ. Đây, của Nhật. Made in Japan đây. Bộ này hai bút chì và hộp bột bút này em bán 100k. N18 là một cây thước dây ạ. Nó dài là 5 mét, nó có ghi trên đây hết ạ. À. Đây, phía trong của nó đây. Còn rất là mới luôn. Số rõ ràng. Thước này em bán là 80k. N19 là một cây thước dây. Đây. Ở đây nó có để Made in Japan. 5 mét rưỡi ạ. Số của nó đây. Rõ ràng. Sáng. N19 này là em bán 100k. N20 là một cái đồng hồ vạn năng. Đây ạ. À. Đồng hồ là mình để đo điện đây ạ. À.
hiệu là Sanwa. Đây có ghi đầy đủ ở trên đây hết ạ. Đồng hồ này là chạy bằng chỉ thị bằng kim ạ. Có một dây đỏ và dây đen, và có cho mình thêm một cái đồ kẹp để kẹp đây ạ. Đây, còn mới luôn, chưa qua sử dụng, hộp là còn mới luôn. Đây, bên ngoài của nó đây. Còn giấy tờ luôn. Đồng hồ vạn năng này là hiệu Sanwa TA55. Đây à, em gắn vào là nó kim nó chạy đây. Bán là 900k, còn mới chưa qua sử dụng luôn ạ. Em qua N21 là một cây sáo hiệu là Yamaha Made in Japan của Nhật mình luôn. Sáo này là cũng còn mới luôn ạ. Nó còn mấy cái ống chụp lại luôn đây, chưa sử dụng, khi sử dụng rồi phải bỏ cái này ra. Đây ạ. Đây, còn ống chụp hai đầu luôn. Có giấy tờ đầy đủ luôn, có cây để mình vệ sinh. Nhựa này là nhựa cao cấp ạ. Đây nó có chữ Japan ở trên kỳ sáo luôn ạ. Japan. Đây ạ, hiệu Yamaha. N21 là cây sáo ạ, hiệu là Yamaha của Nhật. Đây, nó còn giấy tờ luôn, nó còn trong bịch. Có cây để mình vệ sinh đàn, ở vệ sinh sáo. Đây ạ, cái túi bằng vải. Đây, nó còn cái này luôn, là khi nào mình sử dụng mình mới bỏ cái này. Cái này là nó chưa sử dụng luôn ở đây. Em lắp vào đầu chụp của nó đây. Đây ạ. Anh nào thích thổi sáo hoặc là thích sưu tầm thì mình mua về ạ. Đây, nó có chữ Japan trên đây. Đây. Một cây sáo của Yamaha, thương hiệu nổi tiếng của Nhật. Chiều dài mà em lắp vào là 46,5 cm, mình để đứng vậy cũng được ạ. À, N21 này em bán 350k. Em qua N22 là một cái cối xay cà phê đây ạ. Phần thép này là thép không dỉ, cái phần này là bằng gỗ ạ. Và nó đây, cái nó có làm một cái lớp này để mình để lên, nó không có trơn trượt khi mà mình xay cà phê. Đây có chữ Nhật. Ở đây thì nó bị gãy một miếng ở đây rồi.
này. Phía bên trong này ạ, còn rất là mới luôn. Ở đây nó là một cục nam châm và một miếng sắt mỏng đây ạ, để khi mà mình để vào là nó không có chạy đây ạ. Em đổ xuống nó không có rớt ra. Cái đồ xay cà phê này mình mua về mình xay cà phê hoặc là mình để mình sưu tầm cũng được ạ. Đây, hình thức bên ngoài thì nó bị trầy ở đây ạ, đây. Nó bị trầy, nó bị bể đây một xíu miếng gỗ. Đây. Mặt sau, mặt trước đây ạ, mặt trước thì còn tương đối ạ. Bên hông. Em đo chiều cao từ cái phần size xuống luôn là khoảng là 19 cm, và chiều ngang cái phần gỗ là 15 cm. Cái gói size cà phê này là em bán 450k. Em qua combo 4 cây đục ạ. Đây, đục này là thép là thép không dỉ, và cái phần mà tay cầm này nè là bằng cao su ạ. Đây, nó cái này là nó còn chữ đây SK11. N23 là combo 4 cây đục này ạ. Ba cây đục này là mới luôn, chưa qua sử dụng, chỉ có một cây đục này là đã sử dụng rồi, nên cái phần này nó bị mòn ở đây một xíu. Đục này là dài 24 cm, cái phần tay cầm này là bằng cao su đây ạ, còn mới, chữ còn mới luôn. Cái phần lưỡi đục chỗ này, cây này là 9 mm, đây nó có ghi trên đây hết. Cây này là 15 mm. Cây này cái phần lưỡi nó là 24 mm. Cây này cũng là 9 mm. 4 cây này là em bán 380k. Em qua N24 là đục nhỏ, 4 đục nhỏ, đục bonsai mini ạ. Đây, cái hộp này thì nó có cái phần đá mài trên đây. Ở trên đây gỗ nó có khắc, nó có chữ hết ạ, chưa qua sử dụng luôn. Đây, cái phần này để mình mài cái phần đục lõm của nó đây. Và em có một cái xẻng nhỏ. Xẻng nhỏ này thì dài khoảng 19 cm, để mình trồng cây nhỏ, mình chơi bonsai mini. N24 này em bán 120k. Em qua N25. Đây là một cái bao da. Đây, của Thụy Sĩ, có chữ, có khắc lên cái dấu cộng này đây. Nút đây, nút gài là còn mới luôn. Da là còn mới. Chiều dài là 11 cm, chiều ngang qua là 4,5 cm. Một cái túi nhỏ. Em qua một cái túi vải đây ạ. Đây, cái phần dây kéo của nó đây. Đây, phía bên trong còn rất là mới luôn. Túi vải này thì chiều dài là 16 cm, chiều ngang qua là 10 cm. Combo hai cái túi này là em bán 260k. Em
em qua một cái đầu bào. Đây ạ. Đây nó có chữ trên đây. Có chữ Nhật ở trên đây, trên cái lưỡi bào. Chiều dài là 22,5 cm. Chiều ngang qua là gần 6 cm. Và cái độ dày của nó là 3 cm. N26 này em bán 80k. Em qua N27 là combo 3 cái búa. Đây, búa đây một đầu tròn, một đầu tròn nhỏ. Đây các em anh xem giúp. Chiều dài của búa là 33 cm. Chiều dài phần búa là 10,5 cm. Cái búa của Nhật ở phần này thì nó hơi bị lỗi đây một xíu. Chiều dài là 30 cm. Đây. Chiều dài lưỡi búa qua là 7 cm. Rồi một búa nhỏ đầu tròn của Nhật luôn. Chiều dài là 30,5 cm. Chiều ngang qua là 7,5 cm. Đây. Ba búa này là em bán 220k. Em qua hai cái mỏ lết. Mỏ lết nhỏ là hiệu là Hitroy của Nhật, Turban. Chiều dài là 19,5 cm. Cái phần mà em mở rộng ra là 2,5 cm. Đây cũng của Nhật luôn, đây Japan. Cái phần sơn ở đây thì nó bị bong tróc. Ốc thì còn trơn tru lắm ạ. Chiều dài là 30,5 cm. Em mở cái hàm rộng ra là 3,5 cm. Hai cái mẫu lớp này là em bán 220k. N19 là một cây dũa kim cương đa năng. Dũa này thì mình dũa kéo, dũa kìm. Đây ạ, của Nhật. Tay cầm có 3 chốt chắc chắn. Chiều dài là 23,5 cm. Chiều dài phần dũa 14,5 cm. Độ dày là 4,6 ly. Dũa kim cương này em bán là 180k. Em qua N30 là một con dao sashimi. Đây, tay cầm là bằng gỗ, hiệu là Takayuki, made in Japan. Cái phần lưỡi đây không có bị mẻ. Chiều dài là 42,5 cm. Chiều dài lưỡi là 26,5 cm. Chiều ngang là hơn 3 cm. Độ dày là 3,4 ly. N30 này em bán 340k. N31 là một con dao thái hiệu Lobo. Đây ạ. Cái phần lưỡi là không có bị mẻ.
chiều dài là 31 cm, chiều dài lưỡi là 17,5 cm, chiều ngang là 4,5 cm, độ dày 2,7 ly. N31 này em bán 280k. N32 là một con dao thái ạ. Đây, MK1000, tay cầm là bằng gỗ, có hai chốt, cái phần lưỡi dao của nó là không có bị mẻ. Chiều dài là 28 cm, chiều dài lưỡi là 16 cm, chiều ngang là 4 cm, độ dày là 1,4 ly. N32 em bán 180k. N33, đây ạ, tay cầm là bằng gỗ, có hai chốt, cái này là nó tách lớp luôn ở đây, nó tách lớp ra. Thép là thép DB, trên lưỡi dao có khắc chữ Nhật. Chiều dài là 28,5 cm, chiều dài lưỡi là 16,5 cm, chiều ngang là gần 4 cm, độ dày là 2,3 ly. N33 em bán 200k. Em qua N34 là một con dao Đức, hiệu là Fiedler Perfection, đây, Made in Germany của Đức ạ. Cái phần lưỡi dao là không có bị mẻ. Đây, tay cầm là nó làm 3 chốt, vân vân, rất là đẹp luôn. Chiều dài là 34,5 cm, chiều dài lưỡi là 21 cm, chiều ngang là hơn 4 cm, độ dày là 2,1 ly. N34 này em bán 320k. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Mọi người thích ưng ý món nào thì gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em. Em cảm ơn.